hơn chùa phượng bên sông. Tất cả quý vị Phật tử chắp tay ngang ngược để cung đón chư tôn đức Quang Lâm tại chánh điện để làm lễ cúng ngọn và cung tiễn các vị hương linh trưa hôm nay. Chúng ta cùng gia tâm đồng nguyện bằng chúng sức niệm đức thư khi chư tôn đức viết đã đầu tiên tại một lời niệm Phật và cùng chư tôn đức Quang Lâm tại chánh điện để làm lễ.